Xin kính chào quý vị. Như quý vị đã biết, trong hơn 10 năm qua, công ty Minh Motor chúng tôi đã cung cấp hơn 60% động cơ điện cho ngành bơm công nghiệp, động cơ điện cho ngành bơm cứu hỏa, phòng cháy chữa cháy. Một trong những sản phẩm được quý khách quan tâm nhiều nhất là bơm Teco công nghiệp, điện áp 3 pha, cánh bằng đồng. Sau đây là các mẫu bơm Teco phổ biến từ 1 ngựa cho tới 10 ngựa. Tính năng vượt trội của sản phẩm là áp suất cao, lưu lượng lớn, tuổi thọ dài nhiều năm, vô cùng tiết kiệm chi phí. Bản thông số kỹ thuật chi tiết của bơm nước Teco, kính mời quý khách cùng xem. Let's go.